một hai ba 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 đây đối với sản phẩm này mình tiếp nhận cho một anh em thợ lái buôn và cũng nhận về các cái bỉ DP ở đây để fix lỗi, các bỉ lỗi rất là mới. Về cái công nghệ của dòng vang M5, mình đề cập trong video này nhá, về công nghệ của dòng M5, M5 Pro và dòng M6 thì mình đã làm chủ full hoàn toàn về cái công nghệ rồi, nên là sẽ hỗ trợ sửa chữa đối với toàn bộ tất cả những cái lỗi, các cái bản bệnh có thể xảy ra trên cái đời vang các bản M5, M5 Pro và M6 mọi người nhá. Các cái sự mất tiếng này, sôi lỗ tiếng này, lỗi nhạc, lỗi mic này, treo máy báo lỗi này, không nhận phần mềm này, khóa phím này, đều có thể sửa chữa được, không liên nguồn, dè nghẹt tiếng. Đó, mọi thông tin chi tiết về sửa chữa thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp theo số máy đó là 0868 599 674, đó để gặp trực tiếp nhân viên để tư vấn. Và mọi người ưu kênh có thể đăng ký kênh và cũng như là kích vào nút biểu tượng hình quả chuông thông báo để theo dõi kênh hàng ngày. Đơn vị chuyên hỗ trợ sửa chữa bảo hành cho anh em thợ buôn đại lý chi nhánh, các chi nhánh nhà phân phối của những cái thương hiệu lớn như AAP, Siso, DB, công ty Anh Long, vân vân, rất là nhiều những cái hãng, cái nhà phân phối lớn trong nước. Thì để cụ thể hơn thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp theo số máy mình vừa đề cập trong video để gặp trực tiếp với nhân viên nhé. Và hiện nay là bên mình đang được về trên tổng các cái kênh, trên tổng các cái YouTube, là kênh Audio 980 số, thứ hai là kênh Hòa 980 số, kênh thứ ba kênh Sửa Vang Chuông Chuyên Nghiệp, kênh thứ tư kênh Sửa Tài Chuyên Nghiệp và kênh Sửa Vang Chuông 98. Mình xây dựng khá là nhiều các kênh để đăng tải các video lên đó, để mục đích là có thể tiếp cận được nhiều khách hàng hơn, nhiều người có nhu cầu. Thì mọi người cứ liên cần hỗ trợ thì cứ liên hệ trực tiếp theo số máy mình vừa đề cập nhé, gặp trực tiếp kỹ thuật viên để tư vấn ngay cho cụ thể nhất.